Được lắm, được lắm. Mọi người ơi, những điểm số cuối cùng này cố lên. Ui giời ơi, mọi người ơi. Mọi người nhìn con quay. Ôi trời ơi, mọi người ơi. Đấm nhiều đồng, nhiều đậu, nhiều xu quá. 4-2 rồi, làm nào bây giờ? Từ từ, mình cách. Mọi người ơi, Lucy ơi. Chào mọi người nha. Mọi người có biết Ellie mấy hôm nay làm gì không? Trời ơi, không biết gì luôn ta. Vẫn đang thanh bạc. Thế thì nấm là tắc ai tắc quái rồi mọi người ơi. Mọi người yên tâm ạ, hôm nay Ellie sẽ cho mọi người thấy một siêu phẩm con quay luôn. Ellie vừa tạo ra luôn. Đây. Ai đây? Nấm nhiều chuyện. Đây mọi người. Đây, mọi người nhìn này. Đây là con quay mới của Ellie này. Mọi người nhìn thấy chưa? Xịn xò con bò chưa? Trời ơi. Con quay này nhất được tạo ra bởi lõi hành tinh Starfish đấy mọi người ạ. Mọi người nhìn thấy chưa? Xịn chưa? Chắc chắn rồi. Đi mọi người, đi. Nấm đâu rồi? À. Cái này không phải là ganh thách đấu, cái này là ganh vô cực. Danh vô cực. Mọi người biết ganh vô cực, ganh vô cùng, ganh vô gì cũng được. Vô cùng. Ở đây. Quá trời. Nếu mà người thua rồi nó sẽ là ăn cho tâm. Chứ người thua cũng đang nói chuyện với nhau. À, nấm mạnh miệng đấy. Hôm nay là nấm sẽ thành danh vô vị luôn nhá. Wow. Ok rồi, để xem có vé. Rồi, Ellie đã có sẵn vé trên tay rồi đây. Nào. Hôm nay mọi người sẽ được chứng kiến con quay vô cực của Ellie luôn mọi người ạ. Vô cực luôn. Con quay vô cực luôn á. Vô mọi người ạ. Vô đi. Ok mọi người ơi, hiện tại thì Ellie đã trong sàn đấu rồi. Sàn như cũ nha, như mọi ngày nha, như mọi hôm. Nhất trí luôn, hôm nay Ellie chấp nấm luôn mọi người ạ. Với một con quay cực kỳ khủng khiếp đến từ vị trí của Ellie luôn mọi người ạ. Con quay nào cũng như con quay nào thôi. Làm kết sao thôi. Làm sao có thể so bì được với con quay của Ellie được. Trời ơi. Ghê vậy trời. Quá ghê luôn mọi người ạ. Mất trời ơi, mất trời không? Rồi đi. Nào, nấm đã sẵn sàng chưa? Chưa. Chưa, vẫn chưa. Ok, cho thêm 30 giây nữa chuẩn bị mọi người ạ. Chứ 5 phút luôn Ellie, cho 5 phút. Trời ơi, 1 phút luôn của. Ôi ơi, rộng lượng quá. Ok, cho hẳn 1 phút luôn. Một phút luôn rồi ạ. Đó là nó sẽ có chiến thuật. Trời ơi, khoe danh kìa mọi người ơi. Đừng khoe danh kìa. Trời ơi. Ôi giời ơi, mọi người ơi. Hôm nay tí nữa chắc chắn là hôm nay nấm sẽ bị tụt danh mọi người ạ. Chắc chắn sẽ bị tụt danh luôn. Không bao giờ nấm dám ho he ở trong cái map này nữa mọi người nha. Ok, nấm đã chuẩn bị chưa? Ok, chuẩn bị nha. Chuẩn bị nào, mọi người hãy nhìn lại con quay của Ellie đây. Con quay này có tên là con quay Hoàng Kim Vô Cực mọi người nha. Hoàng Kim Vô Cực. Ủa, ở đâu ra vậy? Cho nấm ra luôn. Ok. Chuẩn bị 1, 2, 3. Vô. Mọi người. Mọi người thấy chưa? Cạnh, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Wow. Mọi người ơi. Xịt chưa? Trời ơi. Làm sao mà mua được mọi người. Mọi người thấy chưa? Trời ơi, con quay này do Ellie tạo ra đấy. Trời ơi, bằng trí thông minh và trí tuệ của Ellie. Em lại dưới rồi thôi cuộc. Mọi người nhìn nhá. Mọi người nhìn con quay này. Đấy, nó kinh khủng kìa. Trời ơi, đấy. Đấy, mọi người thấy không? Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn mọi người ạ. Quá nguy hiểm luôn. Nào, nấm tiếp chiêu chưa? Trời ơi, Ellie đã bảo con quay vô cực mà nấm không nghe. Cơ trời ơi. Con quay trong cài đặt nên là cái đĩa nó khá là ít. Nhỉ. Đấy, làm sao được mọi người ơi, với con quay của Ellie này. Ôi
Mọi người nhìn thấy chưa? Nấm còn chưa, con quay tạo ra còn chưa kịp ngơ ngác, chưa chào đời, chưa biết gì đã chết luôn rồi mọi người ạ. Mọi người thấy đáng sợ không? Nấm ơi, nấm ơi, nấm à. Trời. Trời, mọi người thấy chưa? Nấm này là nấm, không phải nấm hương rồi. Nấm này là nấm gì rồi? Nấm này nấm gì rồi? Nấm kim châm mọi người. Nấm kim châm để nhúng lẩu đấy mọi người ạ. À, mọi người thấy chưa? Con quay của đi này, sau khi nó phát hiện được kẻ địch một cái là nó lao tới, nó tạo ra những cái thanh kiếm. Đâu trên trời xuống sao nó mạnh như vậy? Trời ơi, con quay này đến từ thế giới Asgard của Ellie mà. Làm sao mà mọi người biết được? Không làm là cái con quay này đến từ vùng đất Thor. Chính xác, từ hành tinh Asgard luôn. Vậy đâu vậy là con quay Marvel đâu chui trong đây thế kia? Đó là bí mật đó, bí mật đó mọi người ạ. Chắc chắn làm sao mà có được mọi người. Đây này, cho mọi người xem nha. Trong shop không thể có được con quay này, bởi vì con quay là con quay vũ trụ mà, đâu thể có được trên trái đất được. Mọi người ơi, mọi người ơi, nhìn nấm này. Trời, mọi người nhìn. Mọi người thấy chưa? Thấy con quay của Ellie chưa? Không ngán bất cứ một con quay nào hết mọi người ạ. Không ngán bất cứ một con quay nào hết. 113 điểm rồi mọi người ạ. Ellie đang đợi nấm lấy những cái điểm danh dự ở đây. Ơi. Kiểu mọi người ạ. Ellie còn không thèm ra con quay mới luôn mọi người ạ. Con quay vũ trụ ra là không được rồi. Trời ơi. Ai bảo nấm hôm trước là khoe khoang là tự tin quá cơ. Ừ. Mọi người thấy chưa? Không hề căng luôn. Mọi người thấy chưa? À, khiêu khích cả. Đúng rồi, đúng rồi. Bạn chưa dìm các bạn đã khen tôi rồi. Mọi người thấy chưa? Đấy, mình còn quay. Ui, ui, ui. Wow. Mọi người thấy chưa? Không suy chuyển đấy một máu nào luôn mọi người ạ. Quá chính xác mọi người ạ. Vâng, mọi người ơi, Ellie xin phép là tạo nốt một con quay nữa để nấm sợ luôn. Nấm ạ. Đây rồi mọi người ơi. Ở đây chỉ đấu thừa thôi. Còn ta đấu đi kìa. Rồi ơi, danh rách đấu thế này à mọi người ơi. Ngày sau là các bạn chắc chắn là bạn sẽ thua. Trời ơi, mọi người thấy chưa? Tôi vẫn còn đấu nha. À. Nhưng hôm nay nấm đã chịu thua chưa? Chắc là nó thua trắng tay này. Thua trắng tay luôn mọi người ạ. Nhớ tôi cũng 13 điểm nha. Vẫn là gánh thách đấu vào đầu nha. Rồi mọi người ạ, hiện tại thì điểm của Ellie là 150 là đã chiến thắng rồi mọi người ạ. Đó. Ok. Mọi người ơi, mọi người thấy gì chưa? Nấm đã phải thua thuyết phục trước Ellie mọi người ạ. Nhìn vẻ mặt này mọi người này. Nhìn vẻ mặt này mọi người này. Buồn tiêu luôn mọi người ạ. Mọi người ạ. Mọi người ơi, hôm nay mọi người thấy chưa? Danh thách đấu mà gặp con quay hoàng kim của Ellie thì cũng tụt hết mọi người ạ. Đấy. Mà nấm ơi, Ellie muốn hỏi một chút là không biết là cái danh thách đấu này là như thế nào nhỉ? Ellie chưa được rõ lắm, nấm có thể chia sẻ được không? Cái danh thách đấu này á, tại bây giờ là chưa có gì đó, nên là skin mảnh. Đây là skin kiểu skin mảnh đúng không? Như là tù trưởng, phu nhân, mini kaka vân vân đúng không mọi người? Mọi người nhìn đấy, có skin à, có cái logo danh ở ngay trên đầu này mọi người này, đi lại lại xem nào, nấm ơi, nấm thử đi lại lại ấy mọi người thấy chưa? Nó sẽ xuất hiện ngay theo mình luôn á. Mỗi lần mà ai mà kiểu trời ơi mọi người ơi, nguy hiểm quá mọi người ạ, trời ơi, xịn thật luôn mọi người ạ. Chứng tỏ là con map này nó còn rất nhiều điều mà mọi người có thể khám phá nó trong những cái bản cập nhật tiếp theo mọi người ạ. Ok mọi người ơi, và hôm nay Ellie đã được trải nghiệm một con map rất là xịn sò mang tên là Học viện con quay mọi người ạ. Với những cái skin cũng như là những cái danh và những cái con quay vô cùng xịn sò. Và ngay cả việc là hôm nay được thách đấu với cả nấm thôi, Ellie cũng đã giành chiến thắng rồi. Vậy cho nên là Ellie rất là mong mọi người hãy tải con map này và đừng quên mọi người ạ. Từ khi con map này được khi cái video này được đăng lên thì Ellie cùng với cả nhóm cũng sẽ cập nhật con quay này ở trong map và mọi người sẽ được
trải nghiệm và thử nghiệm con quay này duy nhất trong vòng một ngày thôi. Cho nên các bạn hãy nhớ sau khi xem cái video này hãy tải map ngay lập tức để nhận được con quay nha mọi người. Mọi người nhìn thấy chưa? Đó, chính nó đấy mọi người. Wow, mọi người ơi, nhiều con quay quá. Ok mọi người ơi, xịn sò quá mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều đến với cả clip của Ellie. Chúc mọi người có những trải nghiệm vui cùng với cả Team Titan. Bye bye mọi người, bye bye.